hoàng Francisco mời gọi các nhà quản lý doanh nghiệp coi trọng công việc của mọi nhân viên. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ một nhóm doanh nhân Pháp tại Vatican. Họ đang ở Rome để thực hiện một cuộc hành hương, tập trung làm việc vì lợi ích chung. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở họ về trách nhiệm của họ với tư cách là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp Kitô giáo, phải cân bằng giữa quyền hành và sự phục vụ. Đức Thánh Cha Francisco nói, về nhiều phương tiện, sứ mệnh của người quản lý Kitô giáo giống sứ mệnh của một người mục tử. Ở đó Chúa Giêsu là gương mẫu và là người biết đi trước bầy chiên để chỉ đường, biết cách ở giữa bầy chiên để xem điều gì xảy ra và biết cách đi phía sau để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đức Thánh Cha giải thích rằng mặc dù các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường được kêu gọi để đưa ra các quyết định quan trọng cho tổ chức của họ, nhưng điều quan trọng là họ phải chia sẻ quyền hạn với nhân viên ở mọi cấp độ. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm, người quản lý Kitô giáo được mời gọi để phán quyết một cách chăm chú vai trò được giao cho mỗi người trong công ty của họ, kể cả những người mà nhiệm vụ của họ dường như chỉ là quan trọng thứ yếu, bởi vì mỗi người đều quan trọng trong ánh mắt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco thừa nhận rằng việc sống theo phúc âm trong thế giới kinh doanh cạnh tranh là một đòi hỏi khó khăn, và Ngài khuyến khích các doanh nhân hãy kiên trì và cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn trong việc ra quyết định.